Đây người ta bán mấy cái giỏ sắt cái thứ này. Con đường mua sắm ở thành phố cổ Nice. Mấy cái mẫu áo rất là đẹp. Ở đây nó mát lắm. Ở đây nó rất là mát nữa. Tại vì nhà nó cao mọi thứ. Nhà cao không có cây cối nhưng mà nó che bớt nắng đi cho nên dưới nó mát. Nhà thì sát nhau. Xe lửa giống con rắn, như con rắn này. Tiện không? Ở Sài Gòn mình mà làm mấy cái chiếc xe này rất là tiện nữa, bớt kẹt xe đi. Ở Sài Gòn mà nếu mà đầu tư với chiếc xe này là rất là tốt. Người dân người ta đi xe này không, đâu có đi xe máy đâu. Wow, mọi người thấy không? Bên này à, mình đi xe này mình quay cho mọi người thấy. Nước cả, nó đã xịt lên này. Rất là đẹp nữa. Này con chó dễ thương. Chó rất là dễ thương. Trời nắng quá trời nắng luôn. Wow. Người ta ngồi ngoài đây người ta chơi. Người coi giờ nó xịt nước kìa. Đầu giờ nước có xịt nữa. Rồi nước có xịt đấy. Xíu nó xịt hết nhiều mới đẹp. Từng chối không, phía trước từ hết của Nguyễn Tân nó đẹp đó. Wow, thấy đẹp không? Wow, mọi người thấy đẹp không? Đó, đẹp luôn nha. Chưa nắng là nó thịt. Khi nắng trời nóng quá, nó thịt nó mát luôn. Thấy đẹp không? Nước lại uống miếng tí này. Thấy không? Đó. Cầm cái chai nước đi vô đây lấy nước uống. Hỏi về trả tiền. Miễn phí nha. Wow, đẹp không? Wow. Xong ở đây thì thấy nước miếng thứ miếng thứ nước này nước cũ rồi. Mang chai nước đi thôi.
tối rồi nó lên đèn xanh đèn đỏ đẹp lắm nhá. Tối ấy, nó lên màu đỏ, đèn xanh đèn đỏ rất là đẹp. Đó, nó xịt lên đó, nó thấy không? Mọi người thấy không? Nó xịt lên à. Đằng kia người ta đang làm bong bóng cho mấy đứa nhóc chơi. À, thấy không? Wow. Wow, đẹp không? Dụ bán với đó, bán cho nó nít chơi. Nó là giống như là cái xà bông á, mình làm bọt mình bay ra. Dụ bán cho mấy nít chơi. Nít nó quá mấy đó, nít nó thích chơi mấy đó, nhóc nhóc. Giờ gần 5 giờ mà trời nắng như 12 giờ trưa á. Chơi đàn này. Chơi violon. Đi một chân luôn. Kem này không? Mùa hè à? Mùa hè hầu như là người ta bán kem không à?
nào. Wow. Ăn kem rồi biết rồi. No luôn, bỏ khỏi ăn cơm. Trời nắng quá nắng luôn không? Thấy không? Biết này không? Nắng. Wow. Ngoài đây cái bình này làm người ta làm kiểu đẹp không? Wow. L'Occitane. L'Occitane. Cái này ở Cannes cũng có. Wow, nhà này đông đông khách không? Quá trời đông khách luôn đó. Mùa hè này nhà hàng rất đông khách luôn. Nóng á, người ta ra ngoài người ta ăn. Nhất là vùng biển là mùa hè đông khách lắm. Mùa đông thì nó vắng chứ vùng biển. Wow. Cái này ngon không? Moon, Lê Moon, 15 đồng. 15 đồng một dĩa này, ăn với khoai tây. Roxette này, 18 đồng. Gà, đùi gà có 13.90 à. Còn thịt bò có 16 đồng à. Moon à, volonté. Wow. Moon này chắc ăn volonté là ăn khi nào mình no thôi. Nên ăn nó cứ kêu mình kêu thì nó mang ra ngoài. Mấy cái nhà hàng ở ngoài trời nó để khăn vải trắng trải bàn rất là đẹp không? Cái nhà hàng này nó có cái ghế màu đỏ đẹp không? Ở xe để làm gì? Thấy không? Xe. Xe cũng xe bao bánh. Biết để làm gì? Wow. Chín nó bay đụng mặt mình luôn. Ghê. Trải khăn vải trắng đẹp không? Quá đẹp luôn. Paella. Nhà này bán món paella Tây Ban Nha. Món cơm paella, seafood paella. Bạn gọi bao nhiêu một thau cơm này? Nó có ghi giá đấy nè. Paella Fridermea. Viong, cá, mùn. Nó có ghi bao nhiêu tiền? Nó có ghi bao nhiêu tiền á? À đây này. Paella này 23 đồng này, paella Fridermea 23 đồng 90. Wow, là một người ăn cái đó cũng no. Wow. Cơm Tây Ban Nha hải sản nhìn ngon không? Wow, là wow, cái nhà hàng này đẹp không? Cái nhà hàng Rina, Le Rina. Nhà này sang trọng không? Mọi thấy không? Bên này khách sạn này nhìn là sao nó cắm quá trời cờ đấy. Hết cờ của nước nào? Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi, đâu lanh quanh cho đời trên hai vai ta bối vương suốt trăm năm coi đi về. À, thấy không? Ngoài gần biển này có nhà hàng này. Wow, máy bay rồi, máy bay. Wow, máy bay không? Wow. Cái bàn cái ghế là wow. Ngồi cao đúng quầy ba. Đây nó có cái sòng bài casino đấy.
Cái nó sen nó trồng cây chuối không ạ? Sao trồng cây chuối? Bây giờ mình phải về nhà thôi. Giờ 4 giờ chiều, 5 giờ chiều rồi. Nhưng không có xe buýt, nó không có, nó hết xe buýt rồi, mệt á. Lúc đó là đi bộ về. Rồi thấy không? Xe buýt ở dưới, xe buýt chạy về dưới can này. Đó. Mọi thấy xe buýt này nhìn đẹp không? Xe buýt này mới. Xưa nó đâu có 4 hàng ghế này đâu. Tức là một chỗ có 4 người ngồi. Bây giờ nó mới đầu tư thêm cái xe buýt mới này, thấy gì ngon hả? Xe buýt có 4 người ngồi chung đúng không? Có 2 người, có 4 người. Xe buýt này rất là xịn luôn. Xe buýt tới rồi. Tới can à? Hồi nãy giờ tiếng hồ hôn đó. Đi xe buýt này cũng một lần mới rồi đó. Và lâu lắm, chờ rất là lâu. Quá. Chờ rất là lâu. Hello, khi tôi gặp đi với Sky Express, tôi gọi anh. Chờ lâu lắm. Quá là. Đây có mấy chú chó nằm ngoài đường ạ. À. Wow. Mấy chú chó nằm ngoài đường. Cũng để cái nón để xin tiền. À, ngoài đường nó có cái bông đẹp không? Nhiều cái túi sách đẹp lắm. Và lì túi sách rất là đẹp. Ở đây không biết bông hoa màu tím đẹp không? Wow. Thấy nhà nó đông lắm rồi. Quá đông luôn thấy không? Bên cái này là đứng cái mấy cái nhà hàng này là ở ngay trước dòng sông Bài Casino này. Ngay trước Palace de Fonje, chứ mà trung tâm liên hoan phim quốc tế, cho nên là rất đông khách. Wow. Không biết nó có chương trình gì này, Village International, làng quốc tế. Không biết là nó tổ chức cái gì đây, không biết nữa. À, coi kìa, dựng mấy cái lều trắng trắng, biết làm gì nữa. Hai tuần nay rồi. Bữa nay mình sẽ đi vô hỏi đi máy bay trực thăng này. Đó, mai mốt mình sẽ đi máy bay trực thăng. Quay toàn cảnh cho mọi người người xem nha. Chỗ này là để đi máy bay trực thăng. Mình sẽ đi mình quay cho mọi người xem nha. Wow, mọi người thấy nó trồng hoa mới đẹp không? Wow, quá đẹp luôn đấy không? Wow.
mới thay bông hoa mới này, thấy không? Người ta chăm sóc thành phố rất là tốt, tại vì bên này nó đóng thuế cao cho nên nó phải dọn dẹp và trang trí đường phố rất là tốt, tại vì người dân người ta trả thuế chỗ ở, trả tắc nhiều á, tắc ampo nhiều. Ở bên này người bán hào hay sao nào, hào này, hào, wow, hào quá trời hào luôn, thấy không? Này bán hải sản với con nghêu, con sò, wow, quá trời hào luôn, thấy không? Thấy nhiều hào không? Bán hào không? Mọi người thấy ông này không? Cái ông này mình đi ngang qua mình cứ tưởng ông là người, cái tượng nó để trước mà ông này là người thiệt này, thấy không? Ông là người thiệt này, mọi người thấy không? Người thiệt á, mà mình tưởng là ông là cái tượng hết hồn, thấy không? Tưởng là ai để cái người ta bán hàng xong á, người ta quên cái tượng mannequin ở ngoài trước cửa, phải không? Nhưng mà không phải đó, ông đứng ông làm người tượng để ông cướp tiền, phải không? Thấy ông nhúc nhích.